Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và trong thời gian dưới 2 tập thì mình cũng có xây thêm cái ngôi nhà của mình. Hiện tại chỉ còn phần mái là chưa có hoàn thành thôi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thành và dọn đồ vào bên trong để ở nhá. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình đó chính là trở lại cái cây và chữa lành vết thương cho bé ngựa của mình, để cùng mình đồng hành trong cái chặng đường khám phá sắp tới. Và để chữa thương cho bé ngựa thì mình cần phải mang theo thức ăn, đó chính là lúa mì này. Và mình sẽ cắt những cái áo giáp cho sói đi, tại vì nãy mình có chế tạo nhưng mà dư một xíu ấy. Và bên cạnh đó thì mình cũng có phát hiện ra được một cái dòng enchant khá là hay dành cho cái cây rapier của mình, đó chính là cái dòng resin ấy. Cái dòng mà khi mà mình đánh thì đối tượng tấn công sẽ bị làm chậm, rất là tiện cho mình gây thêm sát thương. Rồi giờ thì lấy kinh nghiệm cũng như là luli nữa. Còn thiếu luli, để vào trong nhà lấy thêm luli nào. Cần khoảng 3 cái thôi, 1, 2, 3. Rồi giờ thì qua đây và enchant thôi nào. Và hy vọng rằng á, ngoài cái dòng resin này sẽ cho mình thêm một vài dòng khác nữa. Đây, resin đây, resin 1 thôi. Ten ten. Boom. Ồ, nó cho đúng cái dòng resin à. Nhưng mà không sao đâu, dù sao cũng có dòng làm chậm là hay rồi. Và trước khi đi á, thì mình sẽ chế tạo thêm vũ khí nữa. Hiện tại thì mình đang xài cái khiên sắt nè. Cái khiên này có vẻ không phù hợp với bộ giáp sắt và cây kiếm của mình lắm, cho nên mình sẽ nâng cấp hẳn lên cái khiên bằng kim cương luôn. Nhưng mà để chế tạo được cây khiên kim cương thì mình cần phải chế tạo trước cái khiên bằng gỗ cái đã. Đây, mình sẽ làm trước một cái khiên bằng gỗ. Đặt theo công thức như vậy. Kế tiếp thì mình sẽ lấy ra khoảng 4 viên kim cương, 1, 2, 3, 4. Và đặt theo hình dấu cộng một cái khiên gỗ ở giữa. Và ten ten, mình đã có được một cái khiên kim cương rồi. Như vậy thì mình đã full một bộ kim cương luôn nè. Khiên, áo giáp cũng như là kiếm ấy. Và ngoài ra thì mình sẽ chế tạo một cái cây nỏ đi. Tại vì cây nỏ sẽ có sát thương cao hơn và bắn nó cũng dễ hơn nữa. Đây, mình sẽ làm một cây nỏ bằng kim cương luôn nè. Công thức thì cũng rẻ thôi. Mình cần phải có chỉ. Đây, có chỉ ở đây. Có cung, thân gỗ và handle nữa. Đầu tiên mình cần phải grab cái handle trước. Công thức là chỉ và que. Kế tiếp thì mình sẽ đặt kim cương nữa chứ, còn thiếu 2 viên kim cương. Rồi vô đây và đặt kim cương vào thôi. Handle ở sau đuôi nè, chỉ ở hai bên, gỗ ở giữa và một cây cung ở trên đầu. Ten ten, mình đã có được một cái nỏ bằng kim cương rồi nè. Cây nỏ này thì nó không có thể nào dùng được những cái mũi tên của cây cung đâu. Nó phải có một cái mũi tên đặc biệt ấy. Nè, mình chưa có thể... mà khoan đã. Mình phải nâng cái agility này lên cấp độ 8 trước. Nè, lên cấp độ 8 rồi và mình vẫn chưa có thể nào bắn được. Tại vì mình cần phải chế tạo những cái bone ấy. Và công thức của cây bone thì mình cần phải có sắt. Đây có sắt luôn. Sắt thì mình sẽ đổi ra hạt trước nha. Sau đó thì mình sẽ đặt ở đầu là sắt nè, ở giữa là hạt sắt và sau đuôi là cái cọng lông gà. Và ten ten, mình có rất là nhiều luôn. Mình cần phải làm thêm một vài cái nữa đi. Để coi được tổng cộng bao nhiêu nha. Wow, được một stack và 32 cái mũi tên nỏ rồi. Mình sẽ cất bớt một stack vào trong đây. Chỉ thì mình không cần cất ở nhà. Hạt sắt thì cũng cất ở nhà luôn. Thức ăn thì mình sẽ nấu thêm mấy cái thịt gà nè. Tại vì mình cũng có bắt gà thêm để nuôi ấy, để mình có thể kiếm thêm mấy cái cọng lông gà. Rồi, lông gà thì sẽ cắt ở nhà. Lúa mì phải mang theo này để cho bé ngựa ăn. Và trứng thì mình cũng có thể cho vào lò để nấu ra ấy. Nè, công thức nè, để thành trứng chiên. Rồi và như đây đồ cũng khá là đủ rồi đó. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ đợi cho thức ăn nấu chín, rồi mình sẽ quay trở lại cái khu vực cái cây của bé ngựa nhá. Hiện tại thì mình vẫn chưa có lên đường qua chỗ bé ngựa nữa để mình có thể ở nhà và farm thêm kinh nghiệm các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ cố gắng farm lên 30 level để tiếp tục enchant nhá. Tại vì mình vừa phát hiện được cái dòng enchant khá là hay, không biết có áp dụng vô đây được không nữa. Nhưng mà mình sẽ thử. Rồi, giờ thì cần phải tiêu diệt mấy con này trước cái đã. Skeleton nè, nói thấy không, mình đánh là mấy con này bị làm chậm chạy đâu có nổi đâu. Nó làm chậm cái làm chậm là quánh liền. Và coi nào, nhặt mấy cái xương của nó. Đằng kia có cái con combo kìa. Chỗ này nhớ... đây. Ui, có mấy cái con thần nước kìa. Mấy cái con này thấy gì quánh cũng đau lắm ấy. Rồi lại đây quánh hết luôn nào. Lại đây nào, một hit. Một hit chí mạng là chết luôn. Wow, mạnh đấy. Rồi, và rơi ra kinh nghiệm cho mình. Và mấy con cá nữa. Mấy con cá này thì nó không có chích điện. Hôm trước mình qua chỗ bé ngựa gặp mấy cái con cá điện kìa. Nó chích mình đau muốn chết luôn á. Rồi, tiêu diệt cái tên này luôn. Vẫn mới 28 level à. Chắc bây giờ phải giết thêm bò rồi để tìm thêm kinh nghiệm ấy. Chứ trong cái cuốn sách kinh nghiệm của mình hết trơn rồi. Nãy mình lấy ra mình đang chan hết rồi ấy. Đây, bò nè. Chuột hả, chuột.
Ui, sao mình giết chuột lại rơi ra thịt thỏ ta? Kỳ vậy, ở đây có nữa nè. Tiêu diệt luôn, không biết có rơi ra chân thỏ không. Nếu mà rơi ra chân thỏ thì còn hay nữa. Mình có thể dùng nó để có thể thuần phục mấy cái con giống như đại bàng mà bay bay trên trời ấy. Ở đây hết quái rồi. Tới lúc mà mình tìm quái thì nó lại không xuất hiện. Tới lúc không cần tìm thì nó lại xuất hiện đầy gần cái nhà mình ấy. Tiêu diệt mấy bé này đi, mấy bé này mình có hết trơn rồi nè. Uống một ngụm nước vào. Rồi sau đó tiêu diệt tiếp. Ngựa tùm nó không có tiêu diệt tại vì mà không thích giết ngựa cho lắm ấy. Ui ui, con gì hiện tim đây? Ui ui, quái vật son môi nè. Và thịt mấy con này cũng mình có thể nung ra để ăn ấy, cũng khá tốt á. Và ở đây có một cái quay son nữa hả? Nhọn 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 nè. Quái vật, giá giá giá. Ui, mấy con này đánh đau quá. Ui, nó đánh mình phát bị trọng thương luôn chứ. Ôi, cái này không nên đánh dấu vào đâu. Đánh dấu vào thì mình phải có cái warp scroll để dịch chuyển về. Creeper nè, creeper 29 level rồi, cố lên. Ây da, ây da. Con creeper đó mạnh quá. À, sẵn tiện đây mình sẽ test cây nỏ luôn. Chịu thua đi. Ui, một hit gần chết cái con quái vật được nâng cấp lên luôn nè. Và nó rơi ra cái gì nè? Trang long bow. Ui, cây cung này cũng mạnh á. Ui, nó to chứ kìa. Nó to hơn cây cung bình thường luôn á. Ở đây có con gì đây? Con này là con maca, thịt maca. Rồi, và cố gắng farm thêm một vài con để lên cấp 30 thôi. Rồi, giờ thì đặt cái cây nỏ vào nè. Nỏ Infinity. Không biết có được không ta. Rồi, mình sẽ gỡ chỉ còn đúng một cái bon thôi nhá. Vứt cái này ra đi. Rồi, mình sẽ dương ra nè. Enderman thì bắn không có trúng rồi đó. Bắn Skeleton kìa. Bắn Skeleton nè. Được luôn. Ui, Enderman nó dí mình, Enderman dí mình. Lại đây, làm gì đấy? Làm gì đấy anh bạn? Làm gì đấy anh bạn? Làm gì đấy anh bạn? Lại đây, lại đây. Ồ, làm chậm mà Enderman tele không được luôn á. Vậy là cái dòng Infinity vẫn áp dụng cho cái cây nỏ. Ui, vậy là sức tấn công của mình có thể nói là cực kỳ mạnh luôn rồi. Ổn ổn, bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ, ngủ một giấc rồi sau đó qua cái khu vực của bé ngựa liền luôn nha các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã di chuyển tới khu vực của bé ngựa rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ mang một cây rìu ra, sau đó chặt cái cửa này ra rộng rộng một xíu để bé ngựa có thể di chuyển ra ngoài một cách dễ dàng. Rồi chặt ra nè, chặt ra. Ui, ở đây có redstone luôn à. Chặt cái này ra. Rồi, bé ngựa trong đây đúng không? À đúng rồi nè. Lâu quá mới gặp lại em. Rồi, giờ thì chữa thương thôi. Hiện tại em ấy còn có 9 máu thôi à. Ăn cho hồn đầy máu nhá. Nó 20 máu lại rồi. Và giờ mình cưỡi lại thử coi. Nó chạy nhanh lên nè. Nó đã lành vết thương rồi. Cất cái lúa này vào để dành cho em ấy ăn luôn. Lấy lại cái ba lô. Cây rìu thì mình sẽ cất vào cái túi. Và giờ mình sẽ đi ra bên ngoài. Ây da da da. Rồi, cuối cùng cũng ra được cái... Ui. À không, không có gì hết. Cuối cùng cũng ra được cái cây rồi nè. Và bé ngựa mình đã chạy nhảy bình thường rồi. Yay. Hôm trước á, mình có đi về hướng bên đây. Nhưng mà bị con rồng nó tiêu diệt mất tiêu rồi. Và một xíu nữa thì mình sẽ trở lại. Ui. Mình có cái dòng bao vừa 4 luôn. Nãy giờ mình không để ý. Như là con rồng kia, hãy đợi đấy một xíu thì mình sẽ quay trở lại để test thử sức mạnh với cái con rồng mà lửa nha. Tại vì hôm trước nó có giết mình một lần ấy, mình khá là cay cú. Rồi giờ thì qua bên đây coi. Mấy công trình dưới lòng đất thì mình không nên xuống đâu, tại vì xuống dưới mình bị hội đồng không mà. Đánh vậy thì đâu có vui. Đánh 5, 6, 7 con với lại đánh có một mình à, trong khi mình yếu xìu. Thôi tốt nhất là né mấy cái công trình ở dưới lòng đất ra đi. Khi nào có những cái vũ khí mà đánh một lần nhiều mục tiêu nữa thì mình sẽ đánh những cái công trình dưới lòng đất nha. Rồi giờ thì đi qua đây và coi coi trước mặt là cái gì mà có kính bao bọc kìa, giống như cái cổng địa ngục vậy á. Tại vì hôm trước mình cũng có gặp một lần rồi. Ờ đúng rồi, cái này cánh cổng địa ngục ấy. Nhưng mà nó được bao bọc ở bên ngoài là nước. Đây là cái hồ lava. Ở đây là cái rừng. Ôi gì đi xéo hướng bên đây đi. Bên đây rừng núi cao quá sao mà đi được. Và đây là cái khu vực rừng mùa thu rồi, lá nó mặn ngạt. Ui. Núi băng hả? Ui cây táo nè. Ui cây táo, hái táo. Mình cực kỳ thích hái táo trong đây luôn ấy. Hái táo nè, ở đây còn trái, hái luôn. Mình có thể làm được táo vàng ấy. Hái táo nè. Có mẹ hết táo rồi đó, lấy táo ăn luôn. Ủa mà mình vừa phát hiện được một cái ngọn núi tuyết nè. Nhưng mà cái ngọn núi tuyết này sẽ rất là lạnh luôn á. Ủa, nhắc nó lạnh mới nhớ. Mình có mang theo lông cừu mà ta, hồi nãy mình có cắt lông cừu xong cái mình nhét vô cái rương luôn nè. Ủa cái ba lô luôn nè. Ui sẵn tiện đây là một bộ đồ bằng len luôn coi. Ủa áo len nè.
nón len, nó bộ đồ này ha, mặc trong mùa đông là hết sảy luôn. Và cái quần, ủa cái đôi ủng. Rồi tạm thời cởi cái đồ kim cương ra, quần nè, áo nè và nón. nhìn mình y gan mấy cái người du mục ở ngoài cái xứ lạnh luôn ấy. Lấy cây rìu, lấy cái màn chế tạo lại thôi. Wow. Và cũng cho mình được ba cái lóng giáp chứ bộ. Ủa bé ngựa bên đâu ta? Ủa bé ngựa mất tiêu rồi. Ủa chớp mắt cái bé ngựa đi đâu mất tiêu rồi. Ủa hình như giỏi mình rồi. Mình lâu trở lại để chữa thương giỏi mình hay sao rồi. Ui đừng vậy mà. À đây. Ui bé ngựa của mình giỏi mình thiệt rồi đó. Tự nhiên mình đang chế tạo mới có vài giây thôi à, mà chạy mất tiêu luôn. Để mình lên trển coi. Và thông thường ở những cái vùng băng này sẽ có cái ngôi làng băng. Và ngôi làng băng sẽ có mấy anh dân làng trao đổi cái cây spear, thứ có thể giúp mình khai thác cá rất là dễ. Chỉ cần một nguồn nước, một ô thôi cũng được nữa, là mình có thể đánh bắt cá thoải mái luôn. Đến khi nào hư thì thôi. Và mình sẽ cố gắng trao đổi một cây như vậy về nhà để đánh bắt cá nhá. Rồi sau này nếu mình có duyên với rồng á, mình có thể nhặt được trứng rồng nè. Và mình sẽ dùng những cái con cá đó để nuôi những cái con rồng mà mình nuôi đó. Rất là tuyệt vời luôn. Còn giờ thì vượt qua cái ngọn núi này trước cái đã. Nó khá là cao á. Và bé ngựa của mình có thể nói là nhảy cao nhất trong đàn ngựa rồi. Nhưng mà cũng rất là khó khăn trong việc leo trèo như vậy nè. Rồi nhảy lên. Và trước mặt mình hình như là mấy cái con Yeti hay sao á. Mấy con này nó hiền khô à, giống như mấy con dao vậy. Nhưng mà mấy cái hơi này thì không tốt đâu, thấy không. Đi ngang là bị đói liền. Và bị làm chậm nữa. Rồi lên trên thôi. Ồ trên đây nó có cái công trình gì lạ lạ nè. Ồ ở đây có nước nữa. Ồ nước này hình như nước độc hay sao ấy. Ồ đúng rồi, nước độc hay sao á, nó nhìn khác cái nước bên ngoài bình thường. Nước bên ngoài trong suốt mà nước này nó đục ngầu à. Ồ thì ra là ui rồng. Ui ui rồng. Ui mình biết ngay mà, thế nào gặp làng cũng gặp mấy cái con rồng này thôi, tại vì rồng nó thường xuất hiện gần làng ấy. Bé ngựa chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, nó bắn trúng kìa. Không được tấn công bé ngựa của tôi. Không được tấn công nha, ấy ấy á. Định tấn công ai. Ui nó cạo một phát hư bằng chân rồi. Ui không được. Không được như vậy. Ừ. Cái gì? Ủa? Ui cái này mạnh như vậy sao? Ui mình tiêu diệt được rồng luôn nè. Oh, tuyệt quá, như vậy thì mình đã tiêu diệt được con rồng này, rồng Sapphire nè. Oh, chỉ với vài mũi tên thôi nhưng mà mình bị trọng thương rồi. Nhất là cái phần chân của mình ấy, phần chân mình bị thương rất là nặng luôn. Giờ thì mình sẽ băng bó lại một xíu, sau đó vào trong nhà để thăm mấy anh nhân làng và quay lại lấy những cái vải của con rồng này thôi. Oh, không ngờ cây nỏ này lại mạnh như vậy à. Biết vậy thì mình chế tạo cái nỏ này sớm là mình có thể giết được mấy con rồng mà đánh chiếm mấy ngôi làng rồi. tuyệt. Hôm nay mình có thể làm gỏi được một con rồng trong một nốt nhạc luôn. Và sướng rồng. Ui đừng em ngỡ đừng có bỏ mà. Ui mình còn gặp được xương rồng nữa nè, hóa thạch rồng á. Con rồng này khá là bự luôn. Wow. Ui anh hiệp sĩ đừng có quánh nha, không có quánh mấy nhân làng của anh đâu. Đây anh này đổi cái spear nè, nhưng mà cần phải có sapphire nữa. Để coi cái hang rồng có cái sapphire không nhá, để mình lấy luôn. Và bây giờ thì mình cần phải ngủ một cái trước cái đã. Đặt cái ba lô xuống, lấy cái sleeping bag ra. Rồi ngủ ở đây luôn thôi nào. Ngủ đi, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ lại và kiểm tra cái hang ổ của rồng nhá. Hy vọng sẽ có sapphire cho mình. Tại vì tùy theo khu vực mà nó sẽ rơi ra đồ ấy. Và con này là rồng sapphire, chắc sẽ có sapphire cho mình. Rồi lại đây và kiểm tra thôi. Và ở đây nó còn có mấy cái băng gì lạ lạ nữa nè. Mấy cái băng này có lấy được không ta? Ui lấy được luôn. Roson, Cobble Stone, cái này là đá chứ không phải là băng. Ồ đây có sắt nè, mana cất ship. Đây có băng, mana cất ship và silver. Xương. Ui, không có sapphire, rồng sapphire. À đây có sapphire nè. Ồ tưởng đâu rồng sapphire mà không cho sapphire thì hơi bị uổng á. Một cái áo giáp bằng bạc.
Rồi ổn ổn, dù sao cũng có Sapphire để trao đổi cái cây spear đem về đánh cá rồi đó. Và rồng thì từ từ mình xơi thịt cũng được nữa. Để ở đó đi. Đâu rồi ta, cái anh dân làng hồi nãy đâu? Quên này đổi sẻng, không phải, cái anh hồi nãy mới đổi cây spear. Cái anh nãy như ở đây nè. Đúng không? Đúng luôn. Ủa nãy anh kia đổi 3 hay 4 gì mà. Ủa có anh kia đổi rẻ hơn, anh nãy đổi mắc quá. Anh này đúng không? Nè anh này nè, đổi có 3 thôi hả? Anh nãy bán mắc lên luôn 5 cái Sapphire mới được ấy. Rồi giờ mình đã có được một cây spear mang về đánh cá rồi đó. Và sẵn tiện đây thì chắc mình sẽ lấy đồ của con rồng này luôn đi. Con rồng gì to gấp 10 lần mình luôn. Cực kỳ bự. Rồi giờ thì lấy hết đồ trong người con rồng này thôi. Con rồng này chắc tầm cấp 5 á. Ui mới cấp 4 thôi nhưng mà nó đã to như vậy rồi. Không biết con cấp 5 nó như thế nào nữa. Rồi tranh thủ ở đây thì lại lút xác của con rồng Sapphire này luôn. Và lấy cái ba lô nữa. Bỏ cái ba lô một hồi nữa. Ôi dạ. Đánh nhầm. Không cố ý. Rồi lại đây lấy đồ của con rồng thôi. Con rồng này thì nó có thể rơi ra bãi ấy. Và hy vọng rơi ra nhiều một xíu để mình có thể chế tạo áo giáp. Ôi được một cái thịt rồng nè. Tim rồng chưa hết, mình thấy tim rồng rồi đó. Rồi kiểm tra. Wow quá trời. Ồ có 14 thôi à. 14 thì ít quá. Và nè, cái bộ cái bộ giáp len của mình bây giờ nó không muốn hết rồi. Tại vì con rồng mới cà cho mình một phát ấy. Tại vì len mà rất là dễ hư luôn. Để mình đi một vòng ở đây coi còn con rồng nào không. Sẵn đó mình tiêu diệt. Hy vọng tìm thêm được một con rồng nữa để mình có thể kiếm thêm mấy cái vải nè. Làm nguyên một bộ giáp rồng luôn, chiến đấu cho nó ngầu. Và ở đây thì hết rồi. Hy vọng là gặp thêm. Ở đây thì cực kỳ nhiều mấy cái con Yeti luôn á. Hình như đây là địa bàn của mấy con. Ôi lại là xương rồng nè. Ui ở đây khắc nghiệt quá, mấy rồng sống không nổi rồi. Hình như đây là rồng lửa sống ở vùng băng hay sao ấy. Mới ngõm này chứ mấy con rồng băng như hồi nãy đó, con rồng rồng Sapphire nó vẫn sống mà. Và ở đây có cái con quái vật gì nè. Ui quái vật gì vậy? Ê không giỡn nha. Đã nói không giỡn rồi, đừng có lại đây. À mình nhớ không lầm, đây là mấy cái con dơi địa ngục mà ta. Dùng băng cũng có mấy con dơi băng giá à. Wow. Con này quái vật hụ băng nè. Dơi băng giá hả? Ui tránh tránh nét. Thôi nó đánh trúng á. Này thì quái vật này. Mấy dân làng, mấy anh hiệp sĩ của dân làng không qua đánh tiếp mình gì trơn ấy. Đứng ở đây chơi không à. Thì cái tình á. Rồi giờ đi tiếp thôi nào. Có vẻ ở đây hết rồi. Là cái ngọn núi băng này cũng khá là nhỏ chứ không có to cho lắm ấy. Và chỉ có được một con rồng hoang dã nè, cũng như là hai cái bộ quá thạch thôi. Và bên cạnh đây là một cái ngọn núi bình thường thôi à, chứ không phải ngọn núi băng. Và đây có một cái ngôi nhà nè. Ủa đây nhà bố quan hay sao ấy. Ừ đúng rồi, cái này là cái nhà bố hoang. Vậy là hết rồi. Ok chắc bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ngôi làng mà đợt trước mình bị con rồng hạ gục nhá. Để mình trả thù thôi. Mình tin rằng với sức mạnh của cái cây nỏ này thì mình có thể tiêu diệt được cái con rồng mà dám đánh mình ấy. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển qua cái ngôi làng nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã di chuyển tới ngôi làng rồi các bạn ơi. Và hiện tại thì ngôi làng vẫn an toàn, may quá. Giờ thì mình sẽ để cho bé ngựa của mình ở một nơi nào đó xa một xíu. Ở đây nhá, đừng có lại gần nhá. Sau đó thì mình sẽ mặc cái áo giáp kim cương trở lại và chiến đấu với con rồng thôi. Lần này có vẻ hơi khó khăn một xíu nhưng mà hy vọng rằng sẽ ổn. Lên đạn. Ui, mình chưa lên đạn xong là nó đã đốt cái cây rồi nè. Con rồng này nhanh vậy. Ủa nó đâu rồi. Mình phải có chỗ núp trước á. Vậy thì không ổn đâu. Bắn người nè. Ui nó thấy rồi, núp. Ui may quá, né kịp. Rồng hả? Hai hit rồi. Rồng hả? 3 hit. Rồng hả? Ây da, hit này thì hụt rồi. Để coi bao nhiêu mũi thì sẽ chết được con rồng này. Ui mũi đó hụt hả? Ui không tiếp được mũi đó mà hụt. Lại đây con rồng kia. Tại sao hắn lại bay qua bên kia ta? Hắn thông minh ghê luôn á. Lại đây nào. Ta chính là đối thủ của ngươi nè. Rồi nó thấy rồi. Chạy. Tôi thấy là mình phải núp vô liền á. Để không thôi nó bắn là mình chết. Bắn ngươi nè. Ui. Trúng. Chịu thua đi. Cố lên.
Nó bay lắc léo quá, rất là khó để có thể ngắm được cái hướng bắn của nó ấy. Ồ, trúng rồi, đúng rồi. Ăn thêm một hit nữa đi. Trúng luôn. Giờ chắc nó yếu rồi đó, tại vì cùng mình rất là mạnh mà. À, nghe nó một. Không nên lên, lên cao quá nha. Lên cao quá nó bắn lại là chết đó. Ui ui. Chạy đi đâu? Đó thì ôi chúng chúng ơi, chúng ơi, chúng ơi. Hy vọng mình hit này có thể hạ gục được nó. Ui cao quá, cao quá. Sao nó lại bay lắc léo vậy ta? Rồi một hit nữa. Hy vọng rằng hit này là có thể kết thúc được nó nè. Ui con rồng đi trâu vậy? Con rồng Saphir mình bắn vài mũi thôi là chết rồi. Con này bắn nãy giờ mà vẫn chưa tiêu diệt được. Nó đang tìm mình thì phải á, nó đang tìm mình á. Đúng rồi, nãy giờ nó đang muốn trả thù mình. Mà đâu có bắn được, mình núp mà. Chơi là dùng mưu thôi. Không, tại vì sức mình đâu có đọ lại được đâu. Nó cào một phát là mình chết. Mà coi nào. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây nào. Lại đây nào anh bạn. Lại đây nào anh bạn. Núp, 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 núp. Hình như ở thấp quá thì con rồng nó không có phát hiện được các bạn ơi. Đó, tốt nhất là gì. Ý, gớt này rồi. Này thì rồng nó dám phá làng của mình. Và ngôi làng của mình bây giờ đã cháy rụi. À không, chỉ cháy một phần thôi. Nhiệm vụ bảo vệ làng đã thành công rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể bảo vệ được ngôi làng. Cái ngôi làng này cũng khá là xa nhà mình. Nhưng mà đây là kinh nghiệm của con rồng hay sao nè. Đúng rồi, kinh nghiệm của con rồng. Giờ thì mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ lên trển để lấy đồ của con rồng nhá. Rồi, đầu tiên thì mình cần phải trèo lên nóc của cái tòa nhà này trước cái đã. Đây, hướng lên đây. À quên nữa, kiểm tra mấy cái rương. Cái rương này hình như của bác nông dân rồi, toàn là nông sản không mà, chắc mình không cần phải lấy đâu. Kế tiếp thì mình phải trèo lên đây nè, sau đó đi ra cái cối xay gió, cái cánh của cối xay gió ấy. Đây có dụng cụ bằng sắt. Bên đây thì có có cái cung nè, cái cung này mang về để dành có gì chế tạo nữa. Ủa cái cánh làm sao để đi ra ta? Vậy là bây giờ mình phải đập cái máy rồi. Chỉ có đập máy ra một cái đi. Nó đi ra bên ngoài. Mà rồng đâu rồi? À đây đây đây, rồng đây. Giờ chết xong rồi nằm một đống rồi hả? Này thì dám ha, tắc quái ở đây hả? Mình sẽ cố gắng lấy hết đồ trong người nó luôn. Ủa, hay là mình đẩy xuống dưới ta? Ừ được 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 được, mình sẽ đẩy nguyên xác con rồng này xuống dưới, dễ dàng lấy đồ hơn. Đây, nó ui coi dáng nó kìa. Lúc bay thì nhìn thấy ngầu lắm, giờ chết nằm ha, hai cái giò dang ra hai bên luôn chứ. Rồi giờ. Ui có đây có cái lốc mà nó văng tít ra trên này nè, vứt đi. Mình sẽ trả lại cái máy như cũ cho cái bác dân làng. Đầu tiên là cái cầu thang, kế tiếp là cái ván. Rồi, sau đó thì mình sẽ nhảy xuống dưới thôi. Đi xuống dưới và lấy đồ của rồng. Vậy là trong ngày hôm nay mình tiêu diệt được hai con rồng, một con rồng Saphir với một con rồng mà con rồng này bronze thì phải á. Ui được 13 cái vải nè. Ui con này có vẻ nhiều vải hơn con hồi nãy. Hình như còn không? Còn dưới, dưới còn nữa kìa. 26. Vậy là mình có thể chế tạo được một bộ giáp của vải rồng bronze rồi. Ở dưới này còn nữa. 28. Tuyệt cú mèo. 28. Vậy để coi nào. Chế tạo được bộ giáp rồng nè. Bên cạnh đó thì mình còn có thể hết rồi. Vậy là cái này chỉ có thể làm được giáp thôi chứ không có làm được kiếm. Và coi coi cái hang của nó sẽ cho mình sắt nè. Đầu của skeleton. Cấp web. Còn gì nữa không? Vậy là hết rồi hả? À đây còn cái rương nè. Mana Cassip, hạt vàng thì chắc không cần lấy đâu. Hình như đây là cái nhà của bác dân làng á. Mà nó đốt riết nè. Thành ha, tro hết rồi. Ui con rồng này nó tàn phá ghê luôn á. Mình mà không tiêu diệt nó sớm thì thế nào ngôi làng này cũng không có yên với con rồng này đâu. Mình nói thật ấy. Dù sao cũng tiêu diệt được con rồng rồi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình có nhiều vật liệu á, thì mình sẽ trở lại lại đây á và trùng tu lại ngôi làng giúp anh dân làng nhá. Trước khi về nhà thì mình sẽ kiểm tra cái nhà kính coi. Tại vì đợt đầu mình đi ngang á, mình thấy cái nhà này rất là đẹp luôn nè. Trồng cây trong nhà luôn. Hiện đại ghê ta. Nhà kính đồ. Bên đây thì sao? Bên đây hết rồi. Ui cái anh kia không ở trong làng bảo vệ đi ra ngoài này ha, ngắm cái hồ chứ thiệt cái tên. Rồi ở đây là cái nhà gì mà có vẻ to nè. Ồ có len, ok len thì mang về được á. Đầu của skeleton. Tiêu diệt rồng xong rồi, bảo vệ làng xong rồi, thì bây giờ thì mình sẽ dẫn bé ngựa của mình quay về nhà sau bao ngày tháng xa cách nhá. Và hiện tại không biết bé ngựa mình đâu rồi ta. À đây 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 bé ngựa mình nè. Và con Ripper này dám cản đường mình á.
đi ra khỏi bé ngựa của tôi. Đây là con quái vật. Cái con quái vật này là cái con mà chuyên gia cắn vô đầu mình ấy. May mà mình phát hiện kịp, không thôi nó cạp vô đầu mình nữa rồi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở về nhà nhé. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo được một cây nỏ rất là tốt luôn, giúp mình có thể tiêu diệt được hai con rồng và toàn bộ cái chiến lợi phẩm của mình. Nó đang nằm gọn trong cái ba lô này, nào là vải rồng này, tim rồng cũng như là rất là nhiều xương rồng. Và đặc biệt hơn, mình đã có dụng cụ để có thể đánh bắt cá rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đánh bắt cá thử cho các bạn xem nha. Đây, đây con nước sẵn nè. Chĩa xuống nước và tên tên. Nó cá văng lên kìa. Tên tên. Văng lên quá trời luôn á. Cây này giống như cây đâm cá vậy. Ui có cá nóc nữa. Đó, cứ như vậy mà đâm thôi là mình có thể có được rất là nhiều cá và sử dụng nó trong nhiều mục đích luôn. Và đặc biệt hơn thì mình cũng đã nâng cấp toàn bộ những cái vũ khí, dụng cụ cũng như là áo giáp của mình lên kim cương rồi ấy. Và sắp tới chắc mình sẽ tìm thêm những cái vật liệu khác để chế tạo những bộ giáp mạnh hơn để chiến đấu khỏe hơn. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.